Ok chào anh em à, hôm nay đã gửi cho anh em ít con mồi lua nha anh em đó. Thì ở đây mình đó đánh số là sẽ là 22 mã nha đó. Có những con mồi lua giống như là mấy con Megabat nè, Jacko nè, con này là con Smith, như mấy con Ima đó, Shimano, Smith luôn. Rồi để mình lên cụ thể từng con mồi lua cho anh em xem. Sếp bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip sắp lên á thì anh em cứ gửi về cho sếp nha. Rồi cảm ơn em. Rồi ok, bây giờ cho anh em xem tham khảo con số 1. Con số 1 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Megabat nha. Đây Megabat, đây một con dép 2x200 đó. Hàng Megabat thì rất là xịn này. Đây, ngoại hình phản quang rất là ok nha, rất là xịn. Megabat hàng là tiền Nhật nhé. Thì con này nó dài sẽ là 74mm nha anh em, dài 74mm, nặng sẽ là 14g. Và con này nó lặn á, nó lặn được 4m5 nha anh em, lặn mát của nó được 4m5 đó. Thì con này thì anh em có thể đánh gần, đánh kè đó, không thôi mấy cái đầm mà mấy cái ao mà nước sâu á thì anh em có thể đánh được đó. Một mồi rất ok nhá, phản quang tốt đó. Megabat con này lắc lắm nha anh em, câu lắc cực kỳ. Rồi giá con số 1 giá sẽ là 105k nha anh em, 105k con số 1. Tiếp theo con số 2, con số 2 gửi cho anh em một con mồi của hãng Jacko đó. Con này thì dạng chuẩn cho anh em sưu tầm nhé. Con này thì mình thấy thị trường rất ít luôn, hàng hiếm nha. Đây, đây tên của nó đây anh em, Megalon đó, Jacko Megalon. Thì mấy con này thì anh em cứ cần các sân á, anh em cứ search cái tên này lên mạng là ra liền đó. Con này còn đuôi luôn nha anh em, cái đuôi này là đuôi mềm nhá. Đây, mồi rất là đẹp, rất là xịn nhá. Đây, xịn sò rất là đẹp. Thì con Jacko này nó dài sẽ là 95mm nha anh em, dài 95mm, nặng sẽ là 15g. Và con này nó lặn á, lặn được 2m nha anh em, lặn được 2m nước. Đó. Rồi, giá con số 2 giá là 195k nha. Đó, 195k con số 2. Tiếp theo con số 3. Con số 3 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Shimano. Đây, một con Shimano. Đó. Đây nè, một con Shimano nhé. Đây. Đây. Ngoại hình thì tổng thể ok nha anh em. Đây. Thì con Shimano này nó dài sẽ là 100mm nha anh em, dài 100mm, nặng sẽ là 13.5g. Và con này nó sẽ đi lửng. Đó, con này sẽ đi lửng nha anh em. Đây, 100SB đi lửng nha. Đó. Và con này nó lặn mát đó, sẽ được là 3m nha anh em. Lặn mát 3m. Thì con này đánh gần đánh kè là ok đó. Thôi anh em đánh đầm ao dũng nào nước sâu nha anh em đó, con này nặng 3m rồi. Rồi giá công khai mã số 3 giá là 95k nha anh em, 95k mã số 3. Tiếp theo mã số 4, mã số 4 gửi cho anh em là một con mồi hàng khá là xịn đây đó. Một con mồi của hãng Evergreen, đây tên của nó là anh em đó. Thì con này cũng dạng đi lửng nhá, SB nên nè, đây, đi lửng. Con này thì thật sự là nói ra thì nó thiếu cái hộp thôi. Thì còn rất là đẹp, không bị chày luôn. À, tổng thể con lại rất ok nhá, rất là đẹp cực kỳ. Con Evergreen này thì nó dài sẽ là 90mm nha nè, dài 90mm, nặng sẽ là 12.5g. Đó. Và con này nó lặn mát của nó sẽ được là 2m4 nha anh em, lặn mát được 2m4 đó. Thử con bé ngót luôn nè, rất là sáng nha. Đây, ngoại hình thì xúc sắc rồi đó. Rồi giá công khai con số 4 giá là 85k nha anh em, 85k con số 4. Tiếp theo con số 5, con số 5 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat. Đây tên của nó đây anh em, Baby Lucky Cat. Đây đó. Con này về cái thể anh em câu đầm, câu lóc, câu chẽm, câu mú nè.
con này đi lửng anh em, con này đi lửng, ngoại hình rất là xuất sắc. Con này thì cũng vậy, cũng chỉ thiếu cái hộp thôi, rất là đẹp nha, một con cá nhỏ. Thì con mồi này của Lucky Cat dài sẽ là 48mm, nặng sẽ là 4.5g thôi nha anh em, rất là nhẹ nhé, nặng 4.5g. Con này anh em về lua lóc, mà lóc mà anh em đánh mấy cây dung tôm á, dung tôm ta bỏ quan á, đó, đây, lý tưởng nhất luôn nha. Đó. Thôi anh em câu chẽm, câu cá hanh, cá cháp là ngon lành. Rồi, giá công khai số 5, giá sẽ là 105k nhé, 105k số 5. Tiếp theo số 6, số 6 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Jacko, đây, một con ếch khi bóp nhé. Sắc cô mồi rất là đẹp, đó, xịn sò nhé. Con này thì thật sự cũng thiếu cái hộp thôi, đó. Rất là đẹp nha anh em, mắt của nó đây, đó. Xịn sò nhé, lử đuôi, quá trời đẹp con mồi. Thì con giác cồ này thì nó sẽ nặng là 9g nha anh em, nặng 9g, dài sẽ là 65mm, đó. Nặng 95. Nặng 9g, dài 65mm, và con này là dạng đánh bóp nhé, bóp. Rồi, giá công khai của con mồi số 6, giá là 165k nha nè, 165k, mã số 6. Tiếp theo mã số 7, mã số 7 lên cho anh em một con cá nè, đó. Đây, cũng còn rất là đẹp, tên anh em. Thì mã số 7 là một con mồi của hãng Lucky Cat của nha nè, Lucky Cat. Con này nó sẽ... con này nó sẽ nặng là 13.5g nha anh em, nặng 13.5g và dài sẽ là 60, dài là xả là 65mm nha anh em, nặng 13.5g, dài 65mm. Đó, con này anh em câu gần câu kè, đó, ngon lành. Đó, đây lử còn mấy ngót, có đồ bao giờ lử luôn, ngoại hình rất là đẹp. Đây, có tiếng đi tống nha. Con này đi dưới nước là sẽ sàng và lắc nha nè. Đó. Rồi, giá công khai mã số 7, giá sẽ là 75k nha, 75k mã số 7. Tiếp theo mã số 8, mã số 8 lên cho anh em một con mồi hàng khá là thương hiệu. Đây. Đây là một con mồi của hãng Ima, đây, Ima. Đó. Ima này hàng xịn nha anh em. Đó. Đây. Lử cũng còn mới ngót nữa. Đó. Đây cũng vậy, bẻ ngót luôn, khá là xịn, rất là đẹp. Thì con Ima này nó dài sẽ là 125mm nha nè, dài 125mm, nặng sẽ là 15g. Đó, và con này nó sẽ lặn được là 30cm thôi nha nè. Đó, con này nó lặn 30cm và nó sẽ đi lửng, dạng lửng lửng là lại dưới mặt nước á. Đó. Đó, con này thì chiên gần kè câu cá nhông. Đó, câu nhồng, câu chẽm, câu mấy cá hồng là ngon lành, một con Ima. Rồi, giá công khai con số 8, giá sẽ là 155k nha anh em, 155k con số 8. Tiếp theo con số 9, số 9 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Megabass nha. Đây, một con Megabass, đây, rất là đẹp, phản quang xuất sắc nha. Con Megabass này hàng đẹp nha anh em. Thì đây còn bóng lưỡng luôn nha, quá đứa trẻ đẹp con mồi, xuất sắc con mồi Megabass. Thì con Megabass Leviathan này, tên của nó anh em, Leviathan. Thì con này nó dài sẽ là 90mm cho anh em, dài 90mm, nặng sẽ là 13.5g. và con này đi lửng nha, con này nó sẽ đi lửng và con này nó lặn, con này nó lặn được là 3m nước nha mọi người, nó lặn được 3m nước. Rồi, giá công khai con mồi số 9, giá sẽ là 105k, 105k một con. Đây, rất là đẹp nha, Megabass, hàng xịn sò của Nhật, phản quang cũng cực kỳ tốt. Rồi, mã số 9, 105k. Tiếp theo mã số 10, mã số 10 gửi cho anh em là một con mồi về cho anh em câu hoàng đế nè. Đó, câu hoàng đế, câu cá mương, cá suối, câu câu mấy con cá ngựa nè. Đó, hai anh em câu chẽm, câu hanh, câu cháp. Đây, mồi rất là nhỏ nhé,
mà rất là xịn. Thì đây là một con mồi của hãng Smith nha nè, con họ mồi của hãng Smith, tên của nó đây đó. Đấy, nhìn cái phản quang nó rất là xịn nè anh em, khỏi bàn nhé, cực kỳ xịn nha nè, phản quang cực kỳ tốt, lử còn bán ngót luôn. Thì con Smith này thì nó dài sẽ là 44mm nha nè, dài 44mm, nặng sẽ là 4g, và con này nó sẽ chìm nhé, con này chìm đó. Rồi, giá công khai con Smith mã số mừng, giá là 155k nha nè, 155k một con mò nội địa Smith. Rồi, tiếp theo trên đây, bên đây sẽ là con mồi số 11. Con 11 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Yamamoto đó. Đây, một con Yamamoto Sukhoi đó. Thì đây một con mồi bóp nha anh em, một con bóp. Con này cũng còn rất là xuất sắc nha, ngoại hình rất là đẹp. Đó, mắt của nó đây, lộng lanh luôn. Đó, lử thì ok hết, bé ngót. Đó. Thì con bóp này nó sẽ dài sẽ là 60mm nha em, dài 60mm, nặng sẽ là 7g. Và con này nó sẽ dạng đánh bóp, đánh trên mặt nước, giật và sẽ nổ. Đó. Rồi, giá công khai con mã số 11, giá sẽ là 95k nha anh em, 95k một con bóp khá là đẹp nhé. Tiếp theo mã số 12, mã 12 lên cho anh em là một con mồi của hãng Shimano. Đây, con này thì lần trước có mình có bán mấy con mồi nó dài hơn tí anh em đặt hết. Đây, con này cũng khá là xịn. Thì đây là một con bóp, đây là một con Mino hàng Shimano có lắc bóp nha nè. Đây, cái thanh này nó thu hút cá nè, đó, thành thanh lắc bóp của hàng Shimano đây. Đây, nó sẽ tự lắc, nó thu cá nha nè, đó. Và con này màu cũng đẹp, màu bạc ánh kim, màu cá đối, phản quang rất là tốt nha, lử còn bán ngót luôn. Thì con Shimano này á, nó sẽ dài sẽ là 99mm nha anh em. Đây, dài 99mm đó. Nặng sẽ là 14g và con này nổi nha, con này nổi. Thì con này nó lặn mát được là 30 cm, lặn mát được 30 cm nha. Đây, khá là ok, con này anh em câu chẽm, câu nhầm, câu măng ngon lành, có thể đánh gần cũng được, đánh gần đánh ke. Một con Shimano có lạch bóp. Rồi, giá công khai mã số 12, giá là 165k nha này, 165k mã số 12. Tiếp theo mã số 13. 13 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Maria. Đây. Một con Maria. Đó, Mino. Còn rất là đẹp nhé. Ngon lành. Tên đây. Đó. Thì con Maria này nó sẽ dài sẽ là 90mm nha nè. Dài 90mm, nặng sẽ là 5.6g. Đó, và con này nó sẽ nổi. Đó, nặng 5.6g mà con này nổi đi sẽ lắp. Đó, con này anh em về đánh chẽm ngon lành. Đó, đánh chẽm con cậu măng. Đó. Đó, đánh mấy cao, mấy dung, mấy đầm ngon lành. Rồi, giá công khai mã số 13. Giá sẽ là 85k, 85k mã số 13. Tiếp theo mã số 14. 14 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Lucky Cat. Đây. Con mồi này cũng dạng về cho anh em sưu tầm nhé, hàng này cũng khá là hiếm, ít thấy. Đó. Đây. Con này chìm. Đó. Và đi dưới nước nó sẽ lắc thế này. Đó. Lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Đây. Lử đây, lử cũng còn miệng ngót nha. Màu khá là đẹp, màu vàng đồng. Khá là đẹp nha anh em. Hàng này vì sưu tầm ngon lành nhá, hàng khá là hiếm trên thị trường. Tên của nó đây, đó. Sagaga gì đó, đó. Sasaga. Đó. Thì con Lucky Cat này nó sẽ dài sẽ là 86mm nha em, dài 86mm, nặng sẽ là 10g. Và con này nó sẽ chìm nhá, đó, chìm. Rồi, giá công khai con mã số 14, giá sẽ là 165k nha em, 165k mã 14. Tiếp theo mã 16. Mã 15. Mã 15 lên cho mọi người là một con mồi cục hàng của Tima.
Đây một con Yima màu rất là đẹp nha, màu phản quang cực kỳ xịn luôn. Mình nhìn trong đây mình cũng thấy mê, nhìn ở ngoài còn thấy mê là nó mấy cá nha, cá nhìn là quất liền à, nó ngứa mắt anh nè, màu rất là xịn, mấy Yima làm rất là xịn nha. Đây, tên đây à. Thì con Yima này nó sẽ dài sẽ là 111mm nha nè, 110mm à. Nặng sẽ là 15.2g và con này nó lặn mát được là 20cm nhé, lặn 12.5g, nặng 12.5g và lặn mát được 20cm đó. Con này anh em nó dạng đi là lửng lửng trên mặt nước thôi đó. Màu rất là đẹp, rất là thúc cá nhé, câu nhồng ngon lành đó. Rồi giá công khai mã số 15 giá sẽ là 145k nha, 145k mã 15. Tiếp theo mã 16, mã 16 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Tieco đó. Tên đây nè đó. Con này phản quang rất là tốt, rất là xịn nha. Con này đánh cá cũng rất là thúc nè. Con này về cho anh em câu chẽm nhé. Thì con Tieco này nó sẽ dài là 90cm nha anh em, dài 90cm, nặng sẽ là 7g thôi nhé, nặng 7g. Về cho anh em câu chẽm ngon lành, câu vuông, câu đầm. Đó. Rồi giá công khai mã số 16 giá sẽ là 85k. Tiếp theo mã số 17, mã 17 thì mình có hai con nha anh em, hai con. Thì hai con mã số 17 sẽ là hai con Smith, tên cho nó lên em Saguna. Thì mấy Smith này thì chuyên về dạng đánh hoàng đế rồi, hoàng đế nhá. Ngoại hình tổng thể ok, con đỏ đây nè, con đỏ này còn lửng nha. Con đỏ này có bị tống mạnh, hai con cùng thông số hết chân nhé, có xây sát. Thì con Smith này thì nó dài sẽ là 80cm, nặng là 6g nha nè, nặng là 6g và con này nó lặn được là 40cm nha nè, nặng được là 40cm à, nặng chỉ có 6g thôi. Đánh hoàng đế ngon lành nha, hoàng đế câu chẽm câu hành câu chấp ngon lành. Rồi giá mã số 17 giá sẽ là 70k một con nha này, 70k một con mã số 17. Tiếp theo mã số 18, 18 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Jocko. Đây con này vẫn là một con ếch cây bóp của hãng Jocko. Đây con này màu cũng khá ok, màu khá là bắt mắt nha, khá là đẹp. Thì con Jocko này thì nó dài sẽ là 53cm nha này, dài 53mm, nặng chỉ có 6.5g thôi nha anh em. Và con này nổi dạng đánh bóp nhé, nổi và dạng đánh bóp. Rồi giá công khai con mã số 18 giá là 135k nhé, 135k mã số 18. Tiếp theo mã số 19, 19 gửi cho anh em là một con mồi vẫn là của hãng Mirabat. Đây Mirabat, tên nó trên đây anh em. Thì con Mirabat này một con Mirabat X100 nha anh em, lữ còn bé ngót này nè, lữ còn bé, ngoại hình còn đẹp thì còn rất là sạch luôn. Thì con Mirabat này thì nó sẽ dài là 58mm nha, dài 58mm, nặng sẽ là 10.5g đó. Và con này nó lặn được là 2.4m nước cho anh em, lặn được 2.4m nước cho anh em câu gần câu kè. Con vuông, mấy cái vuông mà có bọc lóc bông á, con này đánh lóc bông rất là xịn nhé. Rồi giá công khai mã số 19 giá là 115k nha nè, 115k một con mồi nội địa nhé. Tiếp theo mã số 20, mã cuối cùng, mã cuối cùng lên cho anh em hôm nay sẽ là một con mồi của hãng Yima. Đây Komono SF90, con này có hai cục bi tống này anh em, chợ ném Yima đó. Lưỡng còn mấy ngót luôn, ngoại hình cũng còn đẹp, khá ok nhé. Đây cũng vậy, ngon lành. Thì con Yima này nó sẽ dài sẽ là 90mm cho nên dài 90mm, nặng sẽ là 14g đó. Và con này nó lặn được là
lặn được 30 cm anh em. À, con này lặn được 30 cm, ngoại hình tương đối đẹp đó. Ngoại hình thì nó là đẹp luôn anh em, chứ không phải là tương đối đâu. Mắt của nó đây Yima nhá, ngon lành. Rồi giá công khai mã số 20, mã cuối cùng lên cho anh em hôm nay, giá là sẽ là 155k nha nè. 155k mã số 20. Rồi đó, tổng cộng 20 con mồi lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng con nào có thể chốt, đây là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.